chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những thông tin ở bậc khác đi thì uh, chúng ta có cái thông tin sáng này liên quan tới ngân hàng cd cũng gây nhiều sống sao các bạn nói chung đó thì uh, cd group là một ngân hàng mà tôi nghĩ nhiều bạn cũng quen thuộc ở việt nam cũng có thì cd group uh, vừa ra mắt dịch vụ cd token cho các khách hàng tổ chức đó là điểm đầu tiên các bạn nó chỉ dành cho những khách hàng tổ chức mà thôi không phải là những khách hàng thông thường không phải là một cái token mà các bạn có thể mua được và cái token này đây cũng không có list sàn nào của các bạn đây là một cái token một cái mạng lưới thanh toán xuyên biên giới 24 trên 7 à, và chỉ trong vài phút đó thì có thể xử lý trong chi nhánh của CD và được phát hành trong blockchain riêng của ngân hàng CD này thì khi mà các bạn xem tài liệu kỹ hơn các bạn thấy được đây là là một cái blockchain tư nhân không phải là một cái blockchain công cộng nó giống như là cái đồng TPM đã có trong vòng nhiều năm các bạn thì đây là những cái mạng lưới riêng của họ mà thôi có nghĩa là không phải là mạng lưới phi tập trung gì hết thì họ sử dụng cái công nghệ blockchain để mà di chuyển tiền giữa những cái chi nhánh lẫn nhau nó không thể sử dụng rộng rãi được các bạn và đây là một trong những hạn chế trước đây đó năm 2017 với 18 đó, cái blockchain tư nhân được nói tới rất là nhiều thì nhớ lúc đó là ngay cả những công ty như là Sony cũng nói về blockchain tư Tư nhân, LG của nó về blockchain tư nhân những ngân hàng cũng nói là chúng ta cần gì phải có blockchain công cộng, chúng ta phải có blockchain tư nhân, nó nhanh hơn, nó rẻ hơn nó an toàn hơn, nhưng mà một trong những hạn chế là blockchain tư nhân, thì tới cuối cùng đó, đó cũng là một trong những cơ sở dữ liệu tư nhân mà thôi các bạn, nó không có những cái yếu tố như là mạng lưới phi tập trung hiện bây giờ như là Bitcoin và Ether cho nên dần dần đó những công ty họ đều hiểu cho nên các bạn thấy được là họ bắt đầu di chuyển sang qua blockchain công cộng tại vì nó sẽ không có hạn chế các bạn có thể di chuyển xuyên quốc gia và ai cũng sử dụng được những blockchain như là của cd đó thì chỉ di chuyển giữa những chi nhánh thôi các bạn nếu như các bạn là một người mà ở ngân hàng jp morgan thì làm sao sử dụng các bạn đây là blockchain tư nhân mà cho nên tới cuối cùng nó cũng phải có một cái cầu nối thôi nghĩ sau này đó có thể là có nhiều blockchain tư nhân nhưng mà tới cuối cùng cũng phải có một cái cầu nối giữa tư nhân và công cộng tại vì có một điều khác nữa khi chúng ta nói tới blockchain tư nhân đó, thì chúng ta sẽ là một cái blockchain mà cần phải được quyền truy cập các bạn truy cập được các bạn không nào mà tham gia hay là cái bạn di chuyển tiền nó họ có thể là lock hay là thậm chí đóng băng tài khoản các bạn nhưng mà ngược lại đó blockchain công cộng thì một trong những cái yếu tố dẫn đến nhiều người khi mà họ sử dụng để mà trong việc làm ăn đó họ không muốn đó chính là cái quyền tư ẩn một chút các bạn khi mà các bạn giả sử sử dụng Ethereum hay là các bạn sử dụng Bitcoin đi và các bạn sử dụng những mạng lưới này để mà di chuyển tiền tại vì các bạn muốn di chuyển nhanh rồi bên kia cũng chấp nhận Bitcoin, Ether thì nó lẽ hơn rất là nhiều các bạn gửi đồng Tether, USDC hay gì đó thì các bạn cảm thấy được là nhanh, cái phí nó cũng không phải là cao và không cần phải dựa vào những ngân hàng các bạn có thể trả bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngược lại đó thì nếu như mà người ta biết được đó là ví của công ty các bạn thì các bạn chẳng có gì nói cho mọi người biết là các bạn trả bao nhiêu tiền để mà mua hàng hóa thì ai cũng biết hết những cái tư liệu đó cho nên tới cuối cùng là chúng ta cũng phải có một cái gì đó nằm chính giữa các bạn thường lúc nào cũng nói sự thật đó đâu đó nằm chính giữa giữa công cộng và tư nhân chúng ta cần phải có cả hai luôn nhưng mà đây là thông tin lớn liên quan tới CD ngày hôm nay Chúng ta cũng có một số những thông tin được chia sẻ đến từ hội nghị Permissionless 2 tại Austin, Texas các bạn và đặc biệt đó có hai người đã tham dự đến từ chính phủ Hoa Kỳ các bạn. Thứ nhất đó chính là dân biểu Tom Emmer và thứ hai đó chính là quỹ viên Hester Pierre của SEC. Nhưng biểu thôi em đó thì nói là hiện bây giờ thật ra phần lớn quốc hội đó vẫn đang giống như là ngủ quên không có phải là cực kỳ sốt sắn với lại crypto có một số những nghị sĩ mà mà cực kỳ ủng hộ đó thì rất xúc sắn giống như là thơ em nhưng mà có một số những nghị sĩ cực kỳ ghét giống như là Elizabeth Warren đó, thì lại vận động để mà có những cái dự luật chống đối nhưng mà trên căn bản đó thì thơm em mà nghĩ là khi mà đến cái cuộc bầu cử tổng thống thật sự rồi đó bắt đầu là huy động phiếu đó thì những cái người mà đứng ra cử tổng thống họ sẽ phải có một cách nhìn khác về blockchain và crypto họ cần phải rõ ràng là ủng hộ hay là không ủng hộ tại vì cái số lượng người bỏ phiếu mà quan tâm đến crypto đó ở Hoa Kỳ là không hề nhỏ đâu và chúng ta cũng thấy là quỹ viên Hester Pierce cũng đã lên tiếng nói là những công ty ở Hoa Kỳ đó thì cũng giống như là ráng chịu thêm một chút nữa, tại vì những gì mà SEC làm đó thì Hester Pierce không đồng ý, nhưng mà mọi thứ sẽ thay đổi trong tương lai mà thôi. Đó là lòng tin của Hester Pierce và đừng bao giờ bỏ cuộc. Các bạn thấy được là một quỹ viên của SEC là kêu gọi những công ty là cứ tiếp tục đứng lên chống đối với SEC các bạn. Và tôi cũng có cái cập nhật liên quan tới SEC và Binance một lát nữa. Và như thường đã chia sẻ đó, chúng ta thấy được là có những nghị sĩ ủng hộ, có những nghị sĩ rất là ghét như là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và thượng nghị sĩ này đó cũng đã có thể hội hợp được tổng cộng là chín thượng nghị sĩ khác để có thể hỗ trợ một cái dự luật các bạn dự luật này đó thì nó không phải là nói là cấm crypto hay gì hết nhưng mà nó là một cái gì đó tấn công xéo các bạn đây là dự luật mà nó mang cái tên là chống rửa tiền sử dụng crypto nhưng mà trong dự luật này đó có một phần thì thường nghĩ là không ai có thể nói là không nên hay gì hết tại vì một phần là liên quan tới những sàn giao dịch những cái công ty tập trung đó thì khi mà họ di chuyển tiền cho những cái khách hàng của họ thì họ phải báo cáo cũng giống như là những ngân hàng tôi nghĩ là không ai chống đối là cái phần này đâu tại vì thực ra bây giờ các bạn sử dụng sàn ở hoa kỳ đó thì sàn nào cũng kyc các bạn sử dụng sàn binance cũng phải kyc thì họ cũng biết các bạn là ai rồi nhưng mà cái phần mà nhiều người cảm thấy là nó không hợp lý đó chính là cái phần liên quan đến là những người nào tham gia vào đào bitcoin đào crypto những người nào mà tham gia vào hệ thống proof stake cũng phải là lưu lại dữ liệu của những người mà họ giúp di chuyển tiền phần này tôi nghĩ là sẽ không gì áp dụng được các bạn tại vì làm sao các bạn áp dụng được các bạn chỉ xử lý một lóc mà thôi thì cái phần này tôi nghĩ là sớm mua gì cũng sẽ bị quỷ bỏ thôi tại vì mình cũng không thể nào mà thực hành được cái phần này đâu các bạn nó giống như là khi các bạn đàm phán gì đó à, mỗi bên giống như là các bạn mua xe đi thì cái người bán sẽ đưa cái giá cực kỳ cao cái giá này họ biết họ sẽ không thể nào bán được giá đó nhưng mà đưa ra để làm một cái bằng đạp để bắt đầu là đàm phán và các bạn cũng đưa một cái mức giá cực kỳ thấp thì cái phần này cũng như vậy đó các bạn nói chung là để phần này vào rồi sau đó đàm phán đã rồi ok tôi chấp nhận bỏ phần này nhưng mà đây là cái phần mà nhiều người trên Twitter nói tới nhất nhưng mà thường cảm thấy là đây không phải là cái phần mà chúng ta nên quan tâm cái phần mà chúng ta nên quan tâm đó là liên quan tới hai điều thứ nhất là liên quan tới những cái ví giống như chúng ta nói tới MetaMask những cái ví mà các bạn tự lưu trữ crypto thứ nhì là liên quan tới những công ty crypto bên ngoài Hoa Kỳ mà có người Hoa Kỳ sử dụng hay là những ngân hàng ở ngoài Hoa Kỳ mà có người Hoa Kỳ sử dụng thì đầu tiên hết á, họ muốn là những dịch vụ ví cần phải lưu lại tên tuổi của người dùng. À thường nghĩ đây là một trong những cái như là tấn công quyền tư ẩn như các bạn. À, tại vì nếu như các bạn sử dụng tiền mặt thì đâu có ai nói với các bạn là bây giờ bạn tên gì đâu như các bạn dùng tiền mặt bây giờ, thường dùng 500 đô thường đi ăn uống à, thì cái người mà tính tiền đâu hay nói là năm ờ, 500 đô này là thuộc gì ai tên gì từ đâu có thì tối thuận đó những cái địa chỉ ví các bạn từ lưu crypto cũng như vậy nó cũng gần như là tiền mặt thì đây là một cái khác biệt so với lại các bạn thấy được là họ đối xử với lại tiền mặt thứ nhì nữa đó là nếu các bạn là một người hoa kỳ mà có ngân hàng ở bên ngoài hoa kỳ mà nếu như mà họ biết các bạn dùng hơn 10.000 đô để mà mua hay là bán crypto gì đó thì họ cũng phải thông báo với lại chính phủ hoa kỳ thì đây là hai phần nó không phải là chống đối về crypto của bạn nhưng mà nó giống như là muốn biết rõ ai đang có crypto đang có bao nhiêu di chuyển bao nhiêu thì đương nhiên cái dự luật này đó một phần là họ nói là để chống lại rửa tiền nhưng mà sự thật đó một phần khác nữa đó chính là liên quan tới thuế cái này nó cũng không phải là cực kỳ xấu dẫn đến giá cả xuống các bạn cho nên giá cả cũng không có phản ứng nhiều nhưng mà nó cũng là một cái gì đó chúng ta cũng cần phải lưu ý đến tại vì nếu như mà cái dự luật này được thông qua bây giờ vẫn là dự luật mà thôi nhưng mà nếu như được thông qua đó thì chúng ta sẽ mất đi nhiều cái quyền tự do giao dịch tài chính Thông tin lớn kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới Binance Thì thật ra đây là cái sự kiện đã có trong vòng thứ sáu tới bây giờ các bạn Bắt đầu là chúng ta thấy những cái thông tin đến từ tòa án là SEC đó giống như là đang phàn nàn về Binance Chi tiết hơn đó để thằng chia sẻ về cái vụ này SEC ngày hôm nay đó đã gặp thêm một thất bại tại tòa án Thì SEC đó đã không thành công trong việc được quyền truy cập vào phần mềm Sefu của Binance US Thẩm phán của cái vụ này đó là Faruqi đã tuyên bố rằng ông không có ý định cho phép kiểm tra công ty Safu vào lúc này. Ông đề xuất là SEC nên đưa ra những yêu cầu cụ thể hơn và tiếp tục nói chuyện với nhiều nhân chứng hơn. Thì cái vụ này là như thế nào các bạn? Thì các bạn thấy được là SEC đó, thì hồi thứ sáu đó, dựa theo tài liệu từ tòa, họ đã phàn nàn nói là Binance US đã không hợp tác, đã cố tình trì hoãn và kéo dài thời gian cung cấp những tài liệu mà họ yêu cầu. Và họ khẳng định là Binance US đã vi phạm thỏa thuận. Thì cái thỏa thuận mà họ nói tới đó là cái thỏa thuận mà vài tháng trước thường nhớ là hồi tháng 6 đó khi mà SEC đã đề nghị tòa án cho phép họ đóng băng tài sản của Binance US thì tòa án đã không đồng ý nó là không có đầy đủ chứng cứ để mà đóng băng tài sản một công ty như vậy Tại vì SEC cáo buộc là sàn Binance US để đưa tiền khách hàng ra bên ngoài rồi sử dụng tiền khách hàng một cách là không có đúng nhưng mà đã không có bất cứ những bằng chứng nào thì sau đó đó thì thẩm phán nói là bây giờ hai bên đó, thỏa thuận đi, đừng có la to nữa về cái vụ này. Thì SEC đồng ý là không tiếp tục đề xuất đóng băng tài sản của Binance US với điều kiện là Binance US sẽ không thể chuyển tiền của khách hàng ra nước ngoài. Thì đây là điều mà thường đã từng chia sẻ trước đây rồi. Binance US chỉ có thể là di chuyển tiền để mà trả cho nhân viên mặt bằng và những chi phí công ty mà thôi chứ không thể đem bất cứ tiền nào ra khỏi Hoa Kỳ. Thì SEC đó hiện lại cáo buộc binance us là họ đã sử dụng một công ty con có tên là sephu các bạn để di chuyển tiền khách hàng giữa binance us và binance nhưng họ nói là đây là cái cửa sau đó binance us sử dụng sephu binance cũng sử dụng công ty sephu này để mà lưu trữ tiền cho nên hai bên đã trộn tiền khách hàng lẫn nhau nhưng mà binance thì họ đã phản biện là yêu cầu cung cấp tài liệu của SEC không hợp lý và đã gây ra nhiều thiệt hại đối với họ về công ty sephu đó thì binance đã khẳng định công ty này trước đây là binance custody nhưng mà sau đó đó đã đổi tên không phải là một phần của binance nữa đây là một công ty phần mềm độc lập cung cấp công nghệ ví điện tử của binance us đã sử dụng cái vấn đề lớn nhất bây giờ đó là cái nguồn gốc của ai đứng sau lưng công ty Safu này đó vẫn chưa rõ ràng các bạn vẫn đang có nhiều người đang điều tra có thực sự là công ty này hoàn toàn độc lập với Binance hay là không nhưng mà điều đó cũng không quan trọng các bạn điều mà quan trọng bây giờ đó chính là SEC đã không thể lấy được lệnh của tòa án để mà điều tra công ty này tại vì khi mà họ có lệnh rồi thì họ có thể là gửi lệnh trực tiếp với công ty Safu và họ phải công khai tất cả những tài liệu mà SEC muốn có bây giờ đã không thành công cho nên tới bây giờ chúng ta cũng sẽ không biết đâu các bạn à, một điều khác đó thì đương nhiên đây là một cái sự cố của SEC à, gặp phải thì nhiều người trong crypto cũng sẽ rất là vui các bạn Nhưng mà một điều mình thuận thật sự không có hoàn toàn hiểu ở đây là nếu mà chúng ta nhìn ở trên màn hình đi Đây là cái tài liệu liên quan tới tiền ở trên Binance US à, và đây là tất cả nhưng mà không tính Bitcoin các bạn thì chúng ta thấy được là nếu chúng ta tính thì Ethereum và những cái altcoin trên mạng lưới của Ethereum thì bắt đầu khi mà sự việc xảy ra nghĩa là lúc mà Binance US bị kiện với SEC đó thì chúng ta đã thấy được là rất nhiều tiền đã rời khỏi và tới cái thời điểm khoảng chừng là cái thời gian là giữa tháng 6 đó thì tiền hầu như đã không có bất cứ một sự thay đổi nào nữa các bạn nói chung những ai muốn rút đã rút rồi và sang binance us bây giờ đó nó thật thật ra cũng là một cái sàn mà ít ai nói tới các bạn và cũng không có còn nhiều người sử dụng nữa chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tài liệu giao dịch spot các bạn thì binance us chỉ có spot mà thôi thì chúng ta nhìn vào binance thì binance là sàn giao dịch nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua là hơn 5 tỷ các bạn Coinbase là gần 1 tỷ Nhưng mà các bạn thấy được là kéo dài xuống bên dưới này đó Hạng thứ 40 mấy chúng ta mới có Binance US Hạng thứ 46 luôn các bạn Trong vòng 24 giờ qua Chúng ta nhìn thấy được là những cái sàn top đó Thì giao dịch là 1 tỷ, 5 tỷ Trong vòng 24 giờ qua Sàn Binance.us Ở Hoa Kỳ chỉ giao dịch có 21 triệu mà thôi các bạn Cái số lượng giao dịch này đó rất là thấp cho nên nếu như mà SEC đang lo ngại là Binance đó, lấy tiền khách hàng của Hoa Kỳ đem ra khỏi Hoa Kỳ thì thường không biết là trong đó còn bao nhiêu tiền các bạn Thật ra đó nó không có tài liệu chính thức cho nên thường cũng không biết là bây giờ họ còn bao nhiêu Bitcoin trên đó Thường cũng đã cố gắng xem ở trên uh, Crypto khoan hay là xem ở trên Plasno cũng không có những tài liệu đó Chúng ta chỉ có tài liệu liên quan tới Allcoin mà thôi Nhưng mà nếu như mà cái số lượng Bitcoin bị rút cũng tương tự như là Allcoin đó thì tôi nghĩ nó cũng không còn nhiều tiền trong đó đâu Cho nên SEC bây giờ lo ngại là tiền của người Hoa Kỳ di chuyển ở nước ngoài thì không biết là số tiền mà họ nghĩ đang có trong đó là bao nhiêu đó là điều không hiểu ở đây và rất rõ ràng là các bạn thấy là Binance US đã gặp sự cố rất là lớn tại vì sau khi bị kiện đó, thì họ đã mất đi đối tác ngân hàng tuy là cách đây khoảng chừng một tháng đó, thì họ đã có cái đối tác là moon Tay, nhưng mà nó cũng không phải là ngân hàng đâu các bạn cho nên tới cuối cùng là bây giờ nếu như mà nói là còn ai sử dụng sang Binance us thì nghĩ nó cũng không còn bao nhiêu người đâu tại vì sử dụng gemini hay là Coinbase nó đơn giản hơn rất là nhiều cho nên Binance US đó, thì tôi nghĩ là cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đó Đó cũng là lý do tại sao mà CEO rồi những quan chức cấp cao khác rời khỏi Binance US các bạn Tại vì Tương lai cũng khá là mập mờ hiện bây giờ, nhất là các bạn thấy là SEC bây giờ giống như là không buông tha, tiếp tục muốn có thêm nhiều thông tin. Có thể là họ đúng, có thể là họ không đúng. Điều Thuận muốn nói đây đó là cho dù đúng hay không đúng gì, Thuận cảm thấy là SEC đang nhắm trực tiếp vào Binance US và hầu như là muốn kết quả cuối cùng là Binance US sẽ rời khỏi Hoa Kỳ. Đó là cảm nhận của Thuận mà thôi, các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới. Rồi chúng ta cũng sẽ chuyển qua nói tới một thông tin khác cũng rất là thú vị Đây là một cái thuyết âm mưu đã được chia sẻ bắt đầu là từ thứ sáu các bạn Mới đầu thuận đọc thì cảm thấy là thú vị thôi Nhưng mà wow, nó được chia sẻ rất là nhiều các bạn 920 retweet các bạn, hơn 2.900 like Có 484 comment và comment đến từ những người nổi tiếng không các bạn Giống như là Adam Back, Plan B vân vân thì thuyết âm mưu này đó là liên quan đến cái sự ra đời của Bitcoin và trong thuyết âm mưu này đó họ nói là hãy nhìn vào một trong những cái văn bản rất nổi tiếng của NSA thì NSA đó hiểu đơn giản hơn đây là Bộ An ninh Quốc phòng của Hoa Kỳ thì cái văn bản các bạn nhìn thấy trên màn hình đó đây là bài viết năm 1996 từ Bộ An ninh Quốc phòng của Hoa Kỳ là NSA có tiêu đề là làm sao để tạo ra một đồng tiền mã hóa của tiền điện tử ẩn danh và các bạn đang thấy được là ở trong cái tài liệu này đó có một người mà họ đã tham thảo là một người có tên là Tatsuaki Okamoto đây là một tiến sĩ là một chuyên gia rất nổi tiếng về công nghệ kỹ thuật số của các bạn có thấy bên dưới này đó là cái nguồn tham thảo và đây là cái người mà họ đã nói tới đây là một tiến sĩ rất là giỏi về công nghệ kỹ thuật số thì các bạn đã biết là cái <laughs> thuyết âm mưu này để về cái gì rồi sau đó, đó thì nhiều người nói là wow, Bitcoin sử dụng thuật toán SHA-256. Các bạn có biết là bằng chứng sáng chế của thuật toán SHA-256 đó là từ đâu mà có hay không? Thì các bạn đang thấy là dựa theo tài liệu thì bằng sáng chế cho thuật toán SHA-256 mà đang được sử dụng ở Bitcoin hiện tại đó là được Bộ An ninh Quốc phòng của Hoa Kỳ nộp vào ngày 5 tháng 3 năm 2001 và cái người mà sáng chế đó thì liệt kê Clan Lilly là người phát minh ra cái thuật toán này. Và bài viết của NSA các bạn đã biết là xuất hiện trước cả BitTorrent, BitTorrent là năm 2001 và BitTorrent là các bạn đã biết là một cái mạng lưới nhiều người cho là phi tập trung đầu tiên mà được nhiều người sử dụng thì các bạn có thể là torrent những cái file trên đó và những file đó đã được lưu trữ bởi những cái máy di tính khắp nơi trên thế giới và trước cả peer-to-peer -peer, và đề cập đến khái niệm là một mạng lưới không có máy chủ Sau đó, đó thì các bạn đã biết là khủng hoảng tài chính năm 2008 rồi Bitcoin ra đời vào ngày 27 tháng 4 năm 2011 thì một trong những Bitcoin developer nổi tiếng là Gavin Andresen đã thông báo trên diễn đàn Bitcoin là CAA đã mời Gavin and reason đến để mà nói về Bitcoin Các bạn thấy được là từ rất lâu rồi, năm 2011 thì CAA đã quan tâm đến Bitcoin rồi Cách đó 3 ngày Satoshi gửi email cho Gavin Andresen và nói tôi đã chuyển sang theo đuổi những thứ khác và có lẽ sẽ không rảnh. Đây là khóa CL và mã broadcast trong trường hợp anh cần. Có lẽ anh nên đưa nó cho ít nhất một hoặc là hai người khác. Có một số người dùng lâu năm luôn có mặt để hỗ trợ. Rồi sau đó Satoshi Nakamoto biến mất. Thì giả thuyết này cho là NSA, bộ an ninh quốc phòng Hoa Kỳ chính là người sáng chế ra Satoshi vì lý do những gì mà thường vừa chia sẻ với các bạn bạn sáng chế SHA 256 được đăng ký bởi NSA à, các bạn thấy được là có cái văn bản liên quan tới mạng lưới phi tập trung đã có từ năm 1996 và có một số người cho là tiến sĩ Tatsuaki Okamoto chính là cái người mà họ đã dùng tên để uh, chuyển đổi lại giống như là chơi chữ các bạn cho nên chúng ta mới có Satoshi Nakamoto À, thì đương nhiên đây tất cả chỉ giả thuyết thôi các bạn nhưng mà cũng khá là thú vị và nhiều comment bên dưới Plan B cũng nói là có cái lòng tin về giả thuyết này Adam Bác thì nói là không tin các bạn các bạn thấy được là đây là cái phản ứng đến từ Plan B nhưng mà cũng có nhiều người chỉ ra được một điều không hợp lý ở đây tại sao mà Bộ An Quốc phòng của Hoa Kỳ lại tạo ra một mạng lưới mà họ không thể quản lý được thì cho là mới đầu họ tạo ra rồi họ sử dụng một cái tên giả là Satoshi Nakamoto để bắt đầu là lan tỏa vào trong cộng đồng của những người mà tham gia vào công nghệ được số những ngày đầu tiên Thì tại sao họ đã để mạng lưới Bitcoin phát triển lớn mạnh đến mức mà bây giờ đã không thể ngăn cản được Có lợi ích gì cho NSA các bạn Cho nên đây cũng là những cái câu hỏi mà cũng không có câu trả lời Nói chung đây là một cái thuyết âm mưu được lan tỏa rất là nhiều bởi Daniel Roberts uh, Trong vòng chỉ có hai ngày thôi cho nên thật muốn các bạn cũng nắm bắt được thông tin Chúng ta có một số những thông tin nhỏ khác rồi chúng ta sẽ cùng nhau để mà chung bình giá cho tuần này uh, Cho account demo của CoinGecko thì có một cái uh, bài viết thường đã đăng ở trên những mạng xã hội các bạn chúng ta đừng nên hỏi tại sao mà ngân hàng không thích bitcoin tại vì chúng ta cũng đừng nên hỏi là taxi không thích uber khách sạn không thích airbnb cửa hàng không thích amazon và đạp chiếc phim không thích netflix các bạn thì tới một lúc nào đó đó tất cả chia lợi và thôi và thường đã từng chia sẻ với các bạn lợi ích tồn tại thì bitcoin sẽ mãi tồn tại và cuối tuần qua đó cũng là kỷ niệm 15 năm các bạn 15 năm trước Lehman Brothers tuyên bố phá sản mới đây đã 15 năm rồi Nói tới là Thuận đã bắt đầu làm kênh YouTube hơn 6 năm các bạn 15 năm qua cũng rất là lẹ luôn Và gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu Sau đó bị không ra đời Lúc đó đó Thu chỉ mới 24 tuổi thôi các bạn Và đã bắt đầu làm việc cho công ty chứng khoán chỉ mới được 2 tháng thôi Thực ra Thuận cũng không biết Lehman Brothers là gì đâu Bây giờ ai cũng nói giống như là Lehman Brothers là cái gì đó ai cũng biết hồi xưa các bạn Nhưng mà thật ra không mấy người biết Lehman Brothers đâu và không hiểu nó lớn cỡ nào cho đến khi Lehman Brothers sụp đổ đó thì mọi người mới hiểu được wow thì ra yeah, Lehman Brothers lớn như vậy và có ảnh hưởng tới biết bao nhiêu là ngân hàng khác và lúc đó đó như thường chia sẻ chỉ mới đi làm có hai tháng thôi các bạn có thấy là thị trường đã sụp đổ rồi và lúc đó thường vẫn đang chờ thi vào trường MBA và một cập nhật rất nhanh liên quan tới cái vụ kiện mà cái công ty Paxo họ đã trả lộn phí cho mà lưu bitcoin đó hơn 500 trăm ngàn, F2pool đã trả lại cái phần dư ra rồi các bạn chúng ta hãy nhìn vào account demo các bạn thì account demo đó đây là account mà thùng rồi các bạn đã cùng nhau tạo ra để nhắc lại các bạn nhớ đó chính là vào ngày 4 tháng 4 của năm ngoái lúc đó giá bitcoin là 46.000 chúng ta cùng nhau bắt đầu chung mình giá 100 đô vào account demo này và ethereum cùng ngày đó là 3.514 đô chúng ta cũng bắt đầu cùng nhau chung mình giá mỗi tuần là 100 đô để các bạn thấy được là hiệu quả của chung mình giá ra sao và ngay bây giờ Bitcoin là 26.800 đô và Ethereum là 1.635 vẫn cách xa cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà các bạn vẫn thấy được vẫn đang có lãi suất là hơn 7% hiện tại và chúng ta đã thấy được là cái mức giá trung bình đó, chúng ta cùng nhau mua Bitcoin trong mặt cao này là 23.739 và mức giá trung bình chúng ta mua Ethereum là 1616 cho dù là mức bây giờ đó so với mức khởi đầu là không bằng phần nữa nhưng mà chúng ta vẫn đang có lãi đó chính là hiệu quả của trung bình giá dài hạn đó các bạn và nếu các bạn nghĩ trở về đỉnh cũ thôi chứ được nói là chúng ta bắt đầu lập đỉnh mới thì cái phần trăm này nó sẽ tăng lên cỡ nào thì chúng ta bây giờ hãy cùng nhau trung bình giá cho tuần này các bạn. Chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Bitcoin cho account demo này. Thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.00373 Bitcoin các bạn. Thì mà submit. Thì hệ thông refresh cái trang này lại. Các bạn sẽ thấy được là đây chính là kết quả trung bình giá của tuần này. Chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá cho cái account demo của Ethereum. Thì cũng tương tự 100 đô chúng ta có thể mua được. 0.061 Ethereum. Chúng ta sẽ bấm Submit các bạn Và đây là cái kết quả của chung bình giá cho tuần này của Ethereum. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại vào ngày Chủ nhật Để tiếp tục chung bình giá và xem kết quả của account này Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong mọi video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đại như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và những người nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn